Hello Vanessa, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Vanessa trong bản tin của buổi chiều ngày hôm nay về tất cả những cái thông tin nổi bật tình hình ở Mỹ cũng như là chiến sự Nga-Ukraine đang có cái tin khẩn cấp để mà răn đe Nga. Và Mỹ thì có cái tin về student loan thì Vanessa chia sẻ qua cho quý vị. Và đặc biệt là hôm nay họ đưa ra mấy cái mẹo để cho quý vị tiết kiệm xăng giữa cái lúc mà tình trạng xăng, mặc dù ông Joe Biden vừa đưa ra một cái thông báo mới là sẽ giảm gasoline sẽ giảm trong đợt này. Đó là cái lệnh mới của ông Joe Biden đó quý vị, thì sẽ xem giảm được bao nhiêu. Nhưng mà cụ thể là lạm phát tăng quá cho nên là cái tình hình xăng có khả năng là nó cũng sẽ không có giảm được mấy đâu quý vị. Vì hôm nay báo cáo lạm phát nó tăng lên 8.5% rồi. Đó cũng chỉ vì cái tình trạng báo cáo lạm phát nó nhiều như vậy cho nên là trong cái ngày hôm nay á, thì thị trường nó cũng nói chung là cũng chán lắm. Nó cũng không có Dow Jones rồi SP500 rồi, nói chung là tất cả nó không có lên được, nó lại xuống tiếp vì là cái tình trạng lạm phát nó lên tới 8.5%, cao nhất so với cái thời kỳ từ năm 1981 trở về đây đó quý vị. Bán xà cảm ơn cả nhà đã vào ủng hộ bán xà nha. Quý vị nghe rõ cho em xin số 1 với em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Em chia sẻ xong rồi mang giao lưu với quý vị nha. Thì đầu tiên sẽ chia sẻ về quý vị cho quý vị về cái student loan trước nha. Thì cách đây 4 tiếng ở trên kênh NBC thì họ cũng đã đưa ra cái thông báo của mấy ngày hôm trước, họ cũng đã có cái cuộc đã thảo luận rồi. Thì hôm nay họ đã chính thức đưa ra cái phần tạm dừng khoản vay sinh viên, ai và những người nào thì sẽ bị hủy cái khoản vay sinh viên được hủy nhiều nhất. Và đây là những cái điều mà họ đưa ra trong ngày hôm nay. Khoản vay dành cho sinh viên, việc tạm dừng thanh toán khoản vay dành cho sinh viên là một cứu cánh tài chính cho hàng triệu sinh viên vay tiền trong thời kỳ đại dịch COVID-19 và trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp quốc gia. 41 triệu người đi vay sinh viên đã nhận những cái khoản cứu trợ vay và phải nói là gặp phải những cái khó khăn chưa từng có trong lịch sử. Và họ sẽ ngày hôm nay thì họ đã được chính quyền của ông Joe Biden tuyên bố rằng một nghiên cứu mới từ Ủy ban ngân sách của liên bang sẽ có trách nhiệm cho thấy những cái dữ liệu và về các cái vấn đề được hưởng lợi nhất trong cái việc mà tạm dừng thanh toán các cái khoản vay cho toàn bộ sinh viên đang ở trong cái tình trạng lo lắng không trả được những cái khoản nợ này. Vậy thì họ sẽ những người sinh viên nào thì sẽ được forgiveness và ai sẽ là được hưởng nhiều lợi ích nhất? Thì họ đưa ra cái thông tin theo những nghiên cứu thì trung bình đối với sinh viên mới tốt nghiệp thì đây sẽ là những người được tha thứ, được hồ sơ được đưa ra đầu tiên đó. Những người mà thường là vừa mới tốt nghiệp xong á thì chiếm cái tỷ lệ cũng là nhiều nhất, và cái sự tạm ngừng thanh toán các cái khoản vay sinh viên này đã giống như là một cái cứu cánh cho họ rất là nhiều. Làm thế nào để mà hủy được các cái khoản vay sinh viên và lợi ích có xứng đáng cho những cái người khác hay không, thì theo như các cái nghiên cứu đối với các cái bác sĩ và luật sư mới tốt nghiệp và chưa hề bắt đầu. Trời ơi, đang đọc mà nó tự dưng nó không cho đọc này. Báo dạo này nó vớ vẩn lắm cả nhà, em đọc nhiều quá rồi nó không cho em đọc, rồi đang đọc tự nhiên nó ngắt để em mở sang cái trang khác nhỉ. Đọc được một đoạn rồi mà sao nó lại còn ngắt nhỉ? Ôi, chán quá đi luôn. Không có thời gian đọc trước cả nhà. Mọi người cứ bảo tại sao em không chuẩn bị. Trời ơi, em không có thời gian. Nên mọi người thông cảm cho bé xà. Kênh của em là kênh gọi là kênh gì? Kênh con cóc. Kênh con ếch. Kênh chán nhất trong các loại kênh thì mọi người vẫn ủng hộ, là cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đó, đây rồi, để bật sang bên kia. Nó có mấy bài báo đều nói cơ, nhưng mà cái bài này nó có time limit. Không cho mình đọc nữa. Đây, đọc đến cái đoạn dưới này rồi này. Theo như các nghiên cứu thì bác sĩ và luật sư mới tốt nghiệp và chưa bắt đầu trả nợ sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ việc tạm dừng thanh toán các khoản vay của sinh viên. Tại sao những người này lại được hưởng lợi? Thì thường là các bác sĩ thường vay cái khoản nợ vay sinh viên nhiều hơn và cao hơn, trung bình là 265.000 đô. Do đó trả cái lãi suất cũng tương đối cao, cho nên là cái số dư nợ sinh viên chính của họ là cái chương trình tạm dừng thanh toán cho khoản vay của sinh viên này, thì nó đã thấy được rằng cái việc gia hạn khoản vay cho sinh viên
là không công bằng với hầu hết người Mỹ mà rất có lợi cho những cái giới bác sĩ và luật sư đó. Tại vì những cái người này họ cũng từng là sinh viên, nhưng mà khi mà họ ra trường tốt nghiệp á, thì cái lượng tiền họ vay cũng nhiều hơn, rồi cái nghề nghiệp của họ, income họ cũng nhiều hơn, nhưng mà họ lại được hưởng lợi hơn những cái người khác. Thì thành ra là một số những thượng nghị sĩ họ cũng phản đối khi mà chính quyền của ông Joe Biden đưa ra cái chương trình tạm dừng thanh toán tất cả các cái khoản nợ của sinh viên forever, đó có nghĩa là xóa nợ mãi mãi đó quý vị. Đó, ngược lại sinh viên tốt nghiệp đại học trung bình có 30.000 đô la nợ sinh viên thì là một vấn đề, là trung bình và các bác sĩ và luật sư kiếm được thu nhập cao hơn rất nhiều so với những gì mà người ta mà họ đã vay để trong cái thời gian học để lấy bằng cử nhân. Điều này đặt ra câu hỏi liệu việc tạm dừng thanh toán tất cả các khoản vay sinh viên này có mang lại lợi ích cho những người vay vốn sinh viên họ đang gặp khó khăn nhất hay không. Điều này không có nghĩa là những người đi vay sinh viên cá nhân đã không tiết kiệm được tiền từ việc tạm dừng thanh toán khoản tiền vay sinh viên này. Thay vào đó, nghiên cứu cho thấy rằng các bác sĩ và luật sư nhận được nhiều khoản cứu trợ cho sinh viên hơn là những người sinh viên thông thường khác. Đó. Thì đấy là cái sự tranh luận nữa họ cũng để đưa ra để mà lên án cái chương trình này nó không được fair, không được được công bằng. Việc tạm dừng thanh toán toàn bộ các khoản vay của sinh viên là có lợi cho những người có thu nhập cao hơn đối với những khoản dư sinh viên. Thì ông Joe Biden đã hủy bỏ khoản vay sinh viên từ ngân sách, ví dụ như là các cái phân bổ các cái khoản nợ vay của sinh viên theo quy mô này, ai sẽ được trước, ai sẽ được sau này. Đó, thì thường là 10.000 đô la tiền hủy nợ sinh viên sẽ được phân bổ đồng đều cho dân số sinh viên đi vay, có nghĩa là trước mắt là sẽ hỗ trợ cái khoản 10.000 đi trước đã. Đó, rồi sau đó thì sẽ tính tiếp ai là người còn bao nhiêu như nào, thì trước mắt là để cho nó đồng đều đó quý vị. Việc hủy bỏ các cái khoản vay sinh viên, từ việc tạm dừng khoản vay sinh viên mặc dù nó không hoàn toàn được tha thứ vì có rất nhiều người sẽ có những cái khoản cao hơn, nhưng thông qua đó cũng thấy được rằng đó là một cái sự hỗ trợ đáng kể cho những người sinh viên, cho những sinh viên gặp phải khó khăn trong thời điểm hiện tại bây giờ. Và gói kích thích trị giá 2.200 tỷ, Quốc hội tạm thời ấn định lãi suất khoản vay cho sinh viên liên bang ở mức 0% mà không có khoản tích lũy lãi suất nào hết, kể cả trong các cái quý mới là cũng không có. Theo như Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ thì những người đi vay sinh viên nói chung đã tiết kiệm được hơn 5 tỷ đô la mỗi tháng cho khoản vay sinh viên của họ, và Ngân hàng Dự trữ Liên bang của New York cũng ước tính rằng người đi vay sinh viên nói chung đã nhận được 195 tỷ đô la tiết kiệm thông qua việc tạm dừng thanh toán khoản vay cho sinh viên. Và việc tạm dừng thanh toán khoản vay này cho sinh viên dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 8 năm 2022. Đảng Dân chủ đang kêu gọi gia hạn cái khoản vay sinh viên trong gói cứu trợ tới, và trong khi hầu hết các đảng viên của Đảng Cộng hòa thì phản đối bất kỳ sự gia hạn nào thêm. Bạn đã chuẩn bị cho việc hoàn trả cho sinh viên để khởi động lại hay chưa, đảm bảo rằng bạn có tất cả những cái lựa chọn của mình là đúng hay không, và dưới đây là một số những cái tùy chọn hữu ích để tiết kiệm tiền. À, cũng theo cái chương trình của ông Joe Biden luôn đó quý vị, nó cũng giống như kiểu là các cái quỹ thôi, tái cấp vốn cho khoản vay của sinh viên lãi suất thấp hơn cộng với thanh toán thấp hơn, đó là chương trình mới plan chuẩn bị đưa ra. Thứ hai là trả nợ dựa trên thu nhập đó, và thứ ba là khoản vay sinh viên được tha thì khoản nào dành cho cái mục sinh viên của liên bang thì sẽ được forgiveness, sẽ được xóa nợ nha quý vị. Ok, còn cái chi tiết nó như nào, cụ thể ra sao tiếp theo thì Vanessa sẽ chia sẻ với quý vị tiếp, tại vì đây là cái thông tin mới nhất nha. Còn mấy hôm trước nó chỉ gọi là review với cả bàn thảo vậy thôi chứ chưa có. Thời gian nó bay vù 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 vù. Giờ chỉ muốn mọc ra 20 cái tay thôi cả nhà ơi, không có thời gian. Tay thì có mỗi hai cái tay, không làm kịp. An còn nợ sinh viên không? Anh trai Lê Hùng nè, Glow Forever. Cảm ơn, chắc là anh trai Lê Hùng hay anh Đức Vũ đúng không? Music Nguyễn Xuân, cảm ơn em nha. Chị Mai yêu dấu này, anh Kuan. Trời, hôm nay nhà mình toàn tên lạ vậy. Hình như mọi người đổi nick cái sao. Anh chị Dung Đoàn, Sơn Điền, cảm ơn em nha. Ôi rượu hoa sông sông cầu nè, hôm nay vào ủng hộ chị, cảm ơn em gái. Em cảm ơn chị Dung Đoàn nè.
Anh chơi Lều đang chạy đua. Để em đọc tiếp tin tức cho mọi người nha. Rượu hoa sông Cầu mua ấy đi, mua mỹ phẩm này. Em có bao giờ mượn tiền đâu. Ô, tưởng em cũng có chương trình student loan chứ An, không mượn hả? Ờ, hình như là em đâu cần mượn đâu, em không những không không bị mất tiền mà em còn được tiền cái chương trình financial aid đó đúng không? Đó, hôm nay họ đưa ra cái thông tin để mọi người đi xe giảm bớt đỡ đỡ tốn xăng hơn nha, em cũng học luôn từ cái này luôn. Thứ nhất là từ bỏ các dòng xe lỗi thời để cho nó đỡ tốn xăng. Đó. Thứ hai là vừa tiết kiệm xăng vừa đảm bảo an toàn, đó là cái lượng cái tốc độ mà mình đi á, thì không nên tăng tốc vụt lên xong lại thắng phanh gấp rồi nó sẽ ọc xăng ra. Đó, chỉ nên đi với cái tốc độ gọi là đều đều, không nên nhanh quá xong rồi giảm kiểu vậy. Cái kiểu đi xe này là kiểu của ông xã nhà em đó quý vị ơi, ông cứ đi vù 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 xong tự dưng ông ấy khựng làm cái vù, ông khựng làm cái khựng phát nó vừa tốn xăng mà mình ngồi sau mình cũng không 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 đeo cái seat belt vào là mình cũng đỡ, cũng lộn hết trên xe luôn đó cả nhà. Ông nhà em cũng đi vô duyên lắm, mang tiếng có con nhỏ mà ông đi như vậy á, vừa tốn xăng vừa mệt. Thứ ba là giảm bớt gánh nặng cho xe, khung để hành lý gắn mui xe, cái container đó là một phụ kiện rất tiện lợi cho các chuyến du lịch. Tuy nhiên, khung này sẽ khiến xe chịu nhiều lực cản từ gió hơn nên tiêu thụ thêm đến 17% nhiên liệu trên xe. Đó. Tác hại của ống nhún bị mòn, mang quá nhiều hành lý trong cốp xe cũng tăng cái lượng nhiên liệu tiêu thụ thêm lên 1% cho mỗi 100 pound. Nếu mà để nhiều hành lý quá đằng sau á, là nó cũng gây ra tốn tiêu thụ nhiều hơn nha quý vị nha. Các tài xế hãy bỏ bớt những vật dụng không cần thiết để giúp cho xe chạy ổn định hơn và tiêu thụ ít xăng hơn. Thứ tư là giảm cái tần suất lái xe trong mùa đông. Thời tiết lạnh khiến xe sử dụng nhiều xăng để làm nóng động cơ trước khi chạy. Đó, hầu hết các xe đều hãng xe đều khuyên tài xế hãy là làm nóng xe trong vòng 30 giây rồi lái chậm rãi thay vì để xe dừng cầm chừng. Đó. Rồi thứ năm cuối cùng là bảo trì xe, tuân thủ bảo trì xe đến thời kỳ mà họ bắt bảo dưỡng thì quý vị phải nên đi, không nên để thì nó sẽ càng cũng sẽ tốn một trong những cái tốn xăng hơn. Đó, chỉ có mấy cái vậy thôi nhưng mà em thấy em cũng học được một vài thứ. Xe lượng xe cũ bây giờ giảm họ không mua nữa tại vì chắc xăng nó mắc, nhưng mà xe vẫn không hạ giá, mặc dù lượng xe cũ đang giảm xuống ít người mua hơn mà nó chả hạ giá đâu cả nhà ấy. Nga ngố thì hôm nay có hai cái nguồn tin, nói chung là báo của Việt Nam thì nói là Nga gọi là đánh Ukraine là chính đáng, là bảo vệ, dùng cái từ gì, là quyết định đúng đúng đắn và chính xác. Đó, báo của Việt Nam mình nghe nha quý vị nha. Đó, thì còn lại báo ở bên Mỹ thì hôm nay là coi như tuyệt vời luôn. Họ sẽ công bố kết quả cuộc điều tra về vi phạm nhân quyền trong cuộc chiến tranh của Nga vào ngày mai. Chờ em tí, sao tự dưng cái điện thoại của em nó kêu vậy? Rồi Trung Quốc thì bênh Nga bằng cách là chỉ trích Mỹ đã đưa ra các cái lệnh trừng phạt quá đáng vào Moscow và vào Nga. Lầu Năm Góc thì sẽ triệu tập một cuộc họp với các nhà sản xuất vũ khí để xác định năng lượng trong các ngành để vào về cái việc hỗ trợ nỗ lực tiếp tục cho Ukraine. Còn Ukraine và Nga đã vừa mới có một cuộc đàm phán thất bại. Đàm phán thất bại nặng nề. Ông Putin ông ấy nói như này, quý vị nghe xem được nghe được không nha? Em thì em không phản đối hoàn toàn luôn. Ông Putin nói là Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện quyết định đúng đắn là mở cái chiến dịch quân sự ở Ukraine để đạt được bất kể một cái mục tiêu nào, và cho rằng đây là một mục tiêu vô cùng cao cả. Phát biểu tại cái buổi lễ ở sân bay vũ trụ Vostochny tại vùng Viễn Đông của ngày hôm nay,
Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố cuộc đụng độ với các thế lực chống Nga ở Ukraine là không thể tránh khỏi và Moscow buộc phải mở chiến dịch quân sự ở nước này. Một mặt chúng tôi đã đang giúp đỡ và đang cứu người, mặt khác chúng tôi chỉ đơn giản thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh của chúng tôi mà thôi. Rõ ràng chúng tôi không có lựa chọn khác, đó là một quyết định đúng đắn khi mà tấn công Ukraine. Ông Putin nói, ông này ông bị dò sao cả nhà ơi. Tổng thống Nga cho biết mục tiêu chính của Moscow là mở chiến dịch quân sự cứu người dân ở vùng Donbass ở miền đông Ukraine, nơi quân ly khai do Nga hậu thuẫn đã chiến đấu với quân đội Ukraine kể từ năm 2014. Rõ ràng là giết người mà bảo cứu người. Ông này ông phải cho ông đi bệnh viện chữa bệnh. Trời chết rồi, bây giờ em đang live stream mà có người điện thoại, chờ em tí nha. Em tắt đi cái, lại gọi đúng vào cái điện thoại đang live chứ. Không biết ai, sorry quý vị này nha, tí nữa chờ em xuống em gọi lại. Tại vì em đang live stream. Ông chủ điện Kremlin, ông Putin cũng cảnh báo phương Tây rằng nỗ lực cô lập Nga lấy cái dẫn chứng từ cái thành công của chương trình không gian vũ trụ Liên Xô trước đây và cho thấy Moscow có thể đạt được những bước nhảy vọt ấn tượng dù đối mặt với những tình cảnh bị phương Tây cấm vận và cô lập. Điện Kremlin cũng đã từng tuyên bố sẽ không bao giờ phụ thuộc trở lại vào phương Tây sau khi Mỹ và các đồng minh áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt và vì cái chiến dịch quân sự ở Ukraine. Chúng tôi sẽ không bị cô lập, ông Putin nói. Cô lập bất kỳ ai trong thế giới hiện đại này là đều không thể, đặc biệt là một đất nước rộng lớn như nước Nga. Nga ngày 24 tháng 2 đã mở chiến dịch quân sự nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa ở Ukraine. Sau hơn một tháng chiến sự, Nga đã rút quân ra khỏi khu vực quanh thủ đô Kiev và thành phố Chernihiv để tập trung vào vùng Donbass. Giới quan sát cho biết rằng lý do Nga chuyển trọng tâm là muốn thu hẹp phạm vi chiến dịch để tìm kiếm chiến thắng chắc chắn ở bất kể một vùng nào. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR cho biết hơn 4,5 triệu người đã rời khỏi Ukraine sau cái chiến sự bùng phát và 90% dân số là phụ nữ và trẻ em, do giới chức Ukraine không cho phép nam giới trong độ tuổi nhập ngũ di tản. Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền cho biết thêm 1.793 dân thường đã chết và 2.439 người bị tự thương trong khi chiến sự bùng phát, nhưng cảnh báo con số thực tế nó còn cao hơn nhiều. Đấy, rõ ràng là chiến đấu giết chết người dân thường mà lại bảo là vào để cứu dân. Ông này, ông ấy đầu ông có điện hay sao? Ông này phải bế ông đi bệnh viện tâm thần chữa. Trời ơi. Ông này ông bị dò sao? Phi phát xít hóa cả phi quân sự hóa cái khỉ gì? Nó đang bình thường, tự dưng nhảy vào đánh nhau mà lại bảo là phi thời bây giờ thời bình tự dưng lôi phát xít hóa với cả quân sự hóa vào đây làm gì? Tôi chả cần biết quân sự hóa với cả trung lập với phát xít hóa gì hết, tôi chỉ cần biết là ông vào đánh người ta giết chết dân thường vậy thôi. Những người ta không hiểu về chính trị, kể cả hiểu về chính trị người ta cũng không có để ý những cái lời phát biểu của ông này. Tại vì sao? Tại vì là cứ chết người dân thường mà bây giờ tự dưng cả thế giới nó đang yên bình, ông đi tham chiến là ông có tội đã. Chứ làm gì có chuyện mà tôi vì cái lý do nọ, tôi vì cái lý do kia. Thế mà Việt Nam mình bênh nhau, quý vị ơi, em không hiểu luôn á. Châu Âu đang chạy đua để thoát ra phụ thuộc khí đốt của Nga. Một số nước đã đặt hàng ở một số những cái nước khác mua cái nhiên liệu nha quý vị, để mà không phụ thuộc vào nhiên liệu của Nga. Tự dưng nghe tiếng như tiếng súng nổ vậy nhỉ. Hôm nay gió gió lớn lắm như bão luôn. Lầu Năm Góc sẽ triệu tập cuộc họp với các nhà sản xuất vũ khí để xác định cái năng lực của Nga trong ngành trong cái việc hỗ trợ vũ khí cho Ukraine very soon vào một cái đợt mới nữa. Mỹ dự kiến sẽ sớm công bố khoản hỗ trợ quân sự mới hàng trăm triệu đô la cho Ukraine. Cho em cảm giác như là cái thời tiết nó thay đổi nó làm sao, không biết là mọi người có bị làm sao không, ở cái khu nhà em hôm nay gió như bão này. Mỹ đang chuẩn bị gửi hàng trăm triệu đô la và hỗ trợ kể cả về quân sự mới cho Ukraine. Số tiền cuối cùng vẫn chưa được chốt vào hôm thứ ba nhưng dự kiến sẽ gửi tiếp
khoảng độ gần 700 triệu đô la nữa khi mà Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ sử dụng thẩm quyền rút vốn của mình để ủy quyền gói viện trợ mới cho Ukraine. Và nếu như nó được thông qua thì khoản hỗ trợ an ninh bổ sung khoảng 700 triệu đô la sẽ nâng tổng số tiền viện trợ cho Ukraine lên tới hơn 3 tỷ đồng kể từ khi chính quyền của ông Joe Biden bắt đầu gửi hỗ trợ bao gồm 2,5 tỷ khi mà Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine và bây giờ sẽ chuẩn bị gửi thêm nha quý vị. Quân đội Ukraine đang báo cáo trận chiến kéo dài 5 giờ ở khu vực trung tâm của Zaporizhia khi các lực lượng cố gắng giải phóng khu vực. Đó, quân đội họ đang báo cáo đó. Em livestream mọi người cứ nhắn tin mua hàng mới gọi điện, trời ơi. Sáng giờ. Đấy, hôm qua vừa gửi, hôm nay lại phải gửi 15 thùng nữa này, em phải gửi cho xong nốt đi, cho xong cái tuần này đi. Rồi hàng mới thì quý vị lại chờ đến cuối tuần mới bắt đầu gửi được. Thì tạm dừng 2 hôm. Hàng về cẩn thận chất độc hóa học. Anh Khải, chờ em làm sao mà bay sang đây được. Chất độc. Ôi, còn còn khuya anh trai ơi, mà anh trai dậy sớm vậy, không ngủ anh trai. Lầu Năm Góc sẽ triệu tập cuộc họp với các nhà sản xuất vũ khí để xác định năng lượng trong ngành để hỗ trợ cho Ukraine, để em xem còn cái tin gì nữa không nha. Đồng minh của ông Putin bị giam giữ trong hoạt động đặc biệt. Ồ, nhìn đồng minh gì mà trông sợ vậy. Eo, nhìn y hệt như cái thời kỳ phát xít Hitler thời xưa. Quý vị nhìn này, nhìn ông này, này. Đồng minh của ông Putin. Trời ơi, sao mà nhìn nó ghê vậy. Nhìn sợ luôn à. Đó, hôm nay họ lại ở bên Cali, họ lại confirm làm việc 4 ngày 1 giờ đó. Thông qua. Mà công ty họ vừa đăng xong. Hôm trước họ cũng đăng nhưng hôm nay họ bàn luận chắc là xong rồi. Nhưng công ty 500 nhân viên trở lên cơ. Đó, các nhà lập pháp của California này ấn định dự luật áp dụng cho những người sử dụng lao động có ít nhất 500 công nhân trở lên. Quy định rằng lương của người lao động sẽ không bị hạ xuống mà số giờ thì được giảm đi. Trời ơi, công ty nào được 500 nhân viên, chắc phải nông trang, nông trại hoặc là những công ty như là Tesla hay là những công ty hàng ngàn nhân viên đó thì mới được chứ. Khiếp. Thế này thì chỉ có công ty 500 trở lên mới được thì cũng hiếm lắm. Còn làm việc có 4 ngày thôi, sướng nha cả nhà nha, có 32 giờ một tuần. Công ty nào 500 thì được này. Họ vừa đăng lên đó, vừa thông báo xong. Eo, đồng minh của Nga, trời ơi nhìn ghê quá. Trời ơi, nhìn. Ông Mitch McConnell vừa mới nói là với tốc độ chúng tôi đang vận chuyển vũ khí và đạn dược cho Ukraine thì chúng tôi có thể cần phải được thực hiện một cái dự luật chi tiêu bổ sung khác để tiếp tục cải trang, nâng cấp vũ khí cho toàn bộ người dân Ukraine, gọi là bồi lấp đó, vũ khí cho các nước NATO khác cũng đã gửi dự trữ đến cho kho của Ukraine, xuất hiện tại phòng thương mại ở Kentucky, ở Louisville. Ông McConnell, nói rằng Quốc hội đã thông qua khoản viện trợ khoảng 14 tỷ đô la cho Ukraine chỉ trong tháng trước. Ông Mitch McConnell nói rằng cái chiến thắng trong cái Ukraine có thể sẽ giành được chiến thắng trong cái cuộc chiến này nếu như tất cả các cái nước được và Mỹ hỗ trợ những cái mức thích hợp đó thì có thể khả năng là Ukraine sẽ chiến thắng nha. Chính phủ Ba Lan và Hà Lan cũng cho biết sẽ bắt giữ thêm các du thuyền và sở hữu của người Nga. Tổng thống Đức thì nói rằng cái lời đề nghị thăm Ukraine của ông chưa có. Quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ cho biết Mỹ vẫn theo dõi trong các trường hợp tình báo của Nga về các cái thông tin tiết lộ. Hết rồi, đọc tin tin này hình như tin cũ. À đây đây có một tin mới nữa này. Cơ quan giám sát vũ khí hóa học quốc tế lo ngại trước các báo cáo chưa được xác nhận về việc sử dụng vũ khí hóa học. Đó. Trời ơi, tự dưng cái thời tiết nó thay đổi, mình thấy người mình nó kiểu gì á. Nó bão bùng ghê quá.
Đúng rồi, Quân Mạt này nhiều lắm. Nói chung là nhiều công ty, nhưng mà chị nghĩ là Cali thì chỉ có mấy cái công ty lớn như vậy thôi, chứ còn công ty của người dân mình làm gì có. Chỉ đấy, chẳng hạn như là Quân Mạt hay là những cái công ty khổng lồ. Anh trai Hải Ngô ơi, cảm ơn anh trai nha. Cindy ơi, xin cảm ơn em nha. Cali làm 4 ngày, còn 3 ngày ăn chơi. Chị Hiền Nguyễn em cảm ơn chị yêu hồi like ủng hộ em nè. Đổ nửa bình hả? Đúng rồi, đi đổ xăng mà sao đổ nửa bình vậy? Ở bên này chả bao giờ người ta đổ nửa bình á. An cái An nó toàn làm những điều mà thế giới mà kỳ lạ. Chị Mai đổ nửa bình nó dính sứ hết bình, đổ thì đổ đầy luôn đi, nó đỡ dính bình á An ơi. Đến chết mất. Phan Văn Trường cảm ơn nha. Sáng nay New York mới bị nổ súng ấy hả? Đúng rồi, hình như trên tin tức nó cũng nói đó. Mà nhiều tin quá chị đâu có đọc. Dạo này chị lười đọc. Đọc toàn mấy cái tin khẩn khẩn vậy thôi. Tin tức đợt này mãi bán, mãi sắp sửa test thi mấy cái license đó, với cả đi bán mỹ phẩm không còn thời gian luôn. Đổ nửa bình cho nó dính sứ hết bình. Trời ơi, bó tay với cái An. Chị đổ đầy bình hơn 80 đồng mà chị còn đổ khớm. Em đổ đầy bình khoảng độ 40 mấy 50 đồng như bao nhiêu mà sao không đổ, mà đổ 20 đồng vậy trời. Đây trong đây nhà mình 70 anh chị em, có anh chị em nào bỏ về Mỹ không? Tại vì hôm mấy hôm nay em thấy mọi người chia sẻ cái tiêu đề 10 người đi thì 9,5 người bỏ về Việt Nam. Chắc mọi người trêu. Nói chung là làm cái gì cũng thế. Ở bên này nó lương nó cao hơn nhiều lắm. Trong cái công ty của em đang làm đó quý vị, người Việt mình cũng công ty đấy nha, và xả lên tiết lộ cho quý vị này, nếu như mà tại vì mọi người có con nhỏ này không có thời gian thì cũng nên tham gia, mặc dù là sau này nếu ai thích bán bảo hiểm thì bán ở bên bảo hiểm cũng được, không thì mình cứ tham gia trước để mình quản lý tài chính thôi, rồi mình tạo cái mình dựng gây dựng cái nhóm chia sẻ thêm những cái thông tin để cho những người đang sinh sống ở Mỹ họ tìm hiểu. Ôi trời ơi, có những cái bài học mà mình thấy có lợi cho mình cực kỳ luôn. Có những cái bài học mà cần trô nợ đó, rồi làm sao mà để không có bị nợ đọng đó. Rồi hôm qua có một chị nhắn tin chị bảo trời ơi, chị học đúng cái bài là không nên uống một cốc cà phê Starbucks 5 đồng mà bỏ một cái đó mà tiết kiệm được cái gì mà có biết không, rồi gây dựng được cái gì họ 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 đưa ra cái ví dụ. Chị bảo chị học cái bài đấy chị thấy hay quá mà chị mê quá luôn, và chị còn tiết kiệm được luôn cả 5 đồng tiền Starbucks. Thế còn về xà học mấy cái bài về quản lý tài chính á thì mình thực sự nói thật với quý vị là Vansa đã hết luôn cả dép luôn rồi, không hiểu tại sao mà mình học mà mình vận dụng được ngay. Trước kia mình để những cái tài khoản credit của mình nó kéo dài tuần tuột, trời ơi, cứ năm nọ sang năm kia, có nghĩa là mình cứ trả, mình cũng không cần trả minimum, mình cũng trả hơn, nhưng mà tại vì mình cái độ mua của mình nó lại vào đấy. Thì khi mà mình học cái bài về quản lý thẻ credit của quý vị á, trời ơi, thì mình mới biết được rằng tại sao mà mình nó cái nợ mãi mà mình không có trả được hết, là tại vì mình cứ mua mãi như vậy, và cái lượng tiền mình kiếm được ra không bao giờ quý vị được tiêu vượt quá cái lượng tiền mà quý vị kiếm. Đó là cái nguyên tắc để cho quý vị không để dính vào nợ nần. Và nếu như quý vị dính vào nợ nần theo cái kiểu mà quý vị đã bị trả triền miên từ năm này qua năm khác á, thì quý vị sẽ bị cái debt đó nó control, nó theo quý vị cả đời. Có nghĩa là quý vị không những không trả lại trả lời trả 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 được nó, mà nó còn cần cho quý vị, cho nên làm cho cuộc sống của quý vị nó khó khăn hơn. Nói chung là cái quyển sách nó hướng dẫn chi tiết, mà khi mà mình không có thời gian mình lên trên trên mình lên trên 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 trang để trên trên lớp để học á. Ngày mai là những bạn nào hôm trước đã đăng ký thì ngày mai có cuộc meeting vào 5 giờ và 7 giờ tối nha. Thì mọi người ngày mai nhớ vào học, bình thường các ngày học khác bỏ cũng được, nhưng mà ngày mai nhớ vào. Và các bạn nào mà hôm trước đã vá xà đã đăng ký cho đăng ký link đó, thì hôm thứ năm này có cuộc họp với ông CEO thứ năm hàng tuần, thì mọi người nên nên vào đó, rồi cần show cái tài chính của quý vị nha. Ôi nó hay quá trời ạ. À, riêng về cái mục credit mà là em trong học được trong vòng chưa đầy 2 tháng và xả hết cả dép luôn, tại vì em chỉ có credit thôi, còn quý vị có cả loan. Trời ơi, còn cái chương trình nhà đất môn môn ghề to, trời ơi nó cần trô hay cực kỳ luôn.
Quý vị nếu mà quý vị không nắm bắt á, quý vị không học những cái này á, quý vị phải đi nhờ người, còn phải đi thuê người. Còn quý vị học xong cái quyển này á, đấy cái phần control của bên môn kèn này, ôi hay lắm luôn. Độ tuổi bao nhiêu này, không phải là độ tuổi nào cũng có cái refinance giống độ tuổi nào. Ở mỗi một độ tuổi thì có một cái mức 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 control cái gọi là pay off cái tiền môn kèn của mình á, hoặc là những cái loan khác khác nhau đó. Ví dụ như là mình quá già rồi chẳng hạn thì mình cần phải down như thế nào đó, rồi mình vẫn còn trẻ thì mình down như thế nào đó, và họ dự kiến như thế nào. Không có một ai là trả nhà trong 30 năm hết à, tại vì là họ có cái sự tính toán gọi là chia cái gì quản lý cái tài chính của họ rất là tài tình, và phải để ý cả cái thị trường nữa. Ví dụ như là cái đợt vừa rồi nha, khi mà cái mùa Covid nó xảy ra đó, tranh thủ những ai mà có nhà mà đang có cái môn ghề đó là ui phải tranh thủ refinance nhanh chóng gọn nhẹ để cho nó giảm cái tiền lời xuống cực kỳ thấp luôn. Đáng lẽ ra là còn 28 năm nữa mới đủ tiền để trả mới mới đủ hết để trả nợ tiền nhà đúng không, nhưng mà tự dưng cái lãi suất, tự dưng cái mùa Covid đấy nó mang lại cái lợi nhuận cho quý vị ở cái chỗ là quý vị làm hai phát refinance đi, là coi như refinance là coi như là cái nhà của quý vị nó giảm xuống khủng khiếp luôn đó. Rồi tiền loan các kiểu cũng vậy, quý vị làm earn income ra bao nhiêu, quý vị cần control như thế nào, và quý vị bỏ những cái tiền nào vào cái phần invest, vào bao nhiêu, invest càng nhiều thì càng tốt. Nhưng mà invest ở đây là gì, liệu có phải là bỏ hết vào crypto hay là bỏ hết vào cổ phiếu hay không, thì nó có rất nhiều các cái con đường invest đó. Thì trong cái quyển này họ cũng dạy luôn, mà em mê lắm, rồi em học mà em mê say luôn đó quý vị, chứ em chưa cần biết là bây giờ em sắp được được thành cái gì, hay là lương được cái lương gì, hay là chuẩn bị trở thành tỷ phú vẫn là không có kè luôn đó quý vị. Nhưng mà phải nói là mình đam mê, và mình thấy là tất cả những cái gì mà họ dạy á, là những người sinh sống ở Mỹ nha, ở Việt Nam thì không có, tại vì nhưng mà có một tin vui là có khả năng sắp sửa cái công ty này họ sẽ mở về thị trường của châu Á, và đặc biệt là sẽ là Việt Nam đó, tại vì ông tổng giám đốc gọi là ông đứng đầu của công ty á, là người Việt đó, lại là người Việt nha. Nhưng mà ông ấy giỏi quá quý vị ạ, thì bây giờ ông ấy cũng vừa mới đề xuất, cái hôm vừa rồi có cuộc họp á, là ông ấy đề xuất giới thiệu bằng tiếng Việt cho cái công ty này rồi. Có nghĩa là trước kia nó chỉ có tiếng Anh Âu lì thôi, bây giờ ông đề xuất có cả tiếng Việt với cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung Quốc đó, ba cái loại tiếng đó là đã được đề xuất đưa lên, vì họ thấy cái thị trường và nhân viên là người Việt và người Trung Quốc rất nhiều đó, cho nên là họ đã đề xuất thêm hai cái ngôn ngữ đó. Và hôm đi họp thì thấy mọi người cũng bàn tán thôi, cũng chưa biết chắc chắn có được hay không, nhưng mà họ nói là nếu như mà công ty này nó mở thị trường về châu Á đó, về Việt Nam hoặc về Trung Quốc, thì coi như là quá trời nhân viên, quá trời nhiều người, thì những người ở Việt Nam mình đang sinh sống ở Mỹ là cơ hội cho quý vị thành những leader hết đó, ít nữa là quý vị thành leader hết cả, tại vì nhiều nhân viên quá rồi không có quản lý được hết, thì họ sẽ phải gọi là promote leader lên thôi, để mà làm hướng dẫn các thứ, thì phải tìm hiểu hiểu kỹ tất cả những cái quy tắc đầu tư, rồi những cái quỹ của các độ tuổi nào thì cần cái quỹ nào để có lợi cho quý vị, và tại sao lại không bao giờ bị lâm vào cái tình trạng nợ nần. Đó là cái cách quản lý tài chính của mình thôi, tại vì trong cái vai xà sẽ không có thể nói được trong một hai câu để cho nó xong được, nhưng mà quý vị cứ thử học đi, rồi quý vị sẽ biết. Cho dù mình sẽ hầu hết những người vào học á, là họ đều đi theo, tại vì họ không mất thời gian của họ mà họ vẫn làm được cái income khác. Nhưng mà thường là khi mà đã thành công trong cái income này đó, thì cái income chính của quý vị nó không là con tép riu gì cả, tại vì có nhiều người 5 tháng thôi mà lương của họ đã lên đến 100 200 triệu, à quên 100 200 ngàn, 100 200 ngàn đô một tháng đó quý vị ơi, quý vị có tưởng tượng được không? Tại vì nhá, nó có cái quy tắc của công ty á, nó có quy tắc tạo nhóm đó. Nếu mà quý vị nào mà có cái sự nhanh nhạy về tiếng Anh, hiểu biết nhanh, tại vì bây giờ nó chưa có tiếng Việt đó, nhưng mà bây giờ đang được đề xuất rồi, thì những quý vị đấy có lợi thế vô cùng. Chỉ là cái income hai của quý vị thôi, nhưng nó sẽ là cái income mà kiếm tiền cho quý vị rất nhiều, tại vì nếu như quý vị hiểu cặn kẽ này, rồi quý vị sử dụng được tiếng Anh nữa, quý vị được người ta đề cử làm người thuyết trình, chỉ cần được người ta đề cử làm người thuyết trình thôi, thì là quý vị đã coi như là quý vị đã được cái sự đặt niềm tin của rất nhiều người. Thì khi quý vị đi chia sẻ đó, quý vị nói người ta hiểu được. Như Vanessa thì em mới thôi, thành ra em chưa có thuyết phục được mọi người và chưa có nói rõ được cho mọi người biết
về từ A đến Z, nhưng mà hy vọng là sau khoảng độ 1-2 tháng nữa và anh Xà cố gắng học tập củng cố hơn thì sẽ chia sẻ cho quý vị nhiều hơn. Đó, thì có những người là 5 tháng họ cũng đã lên được cái chức gọi là hàng trăm ngàn đô la một tháng đó. Tại vì cái chức đấy thì phải vượt qua hai cái chức ban đầu. Cái chức ban đầu là như bé xà vừa vừa rồi đang làm là chức training, có nghĩa là mình chỉ là thực tập thôi. Sau đấy thì sẽ vượt qua được cái phần training thì sẽ tăng cấp lên một cái cấp nữa. Thì mình tạo được nhóm đó, mình có được những cái nhóm của mình mà mình lại truyền đạt được cho nhóm của mình hiểu được, đặc biệt là người ta biết được quản lý tài chính ở Mỹ và biết được rất nhiều những cái phần quỹ đầu tư để mà không cần phải đi mời ai, nhờ ai hay là gì cả, mà tự mình có thể control được cái tài chính của mình, tự mình có thể tạo ra những cái business. Có người, nhiều người họ không những họ bây giờ những cái người mà họ ấy được 100 triệu, 100 ngàn một tháng đó, họ không những họ ăn được cái lương đấy đâu mà họ còn có một vài ba năm bảy cái kinh doanh khác. Ví dụ như họ mở những cái công ty rồi họ có tiền, có lời, có vốn đó quý vị, mà cái lúc đấy họ lại rất là nắm chắc rõ các cái vấn đề về đầu tư, cho nên họ sẵn sàng họ mở một cái shop nào đó hay họ mở một cái công ty online nào đó. Nói chung là lúc đấy họ làm cái gì cũng dễ à. Thì thành ra là nó trở thành tỷ phú luôn là vậy. Khi mà vá xà đi gặp gỡ những người đó đó thì thực sự là mình thấy mình như con tép diêu quý vị ơi, họ giỏi thật. Đành rằng mình hiểu được toàn bộ nhưng mình phải biết thuyết trình bằng tiếng Anh nữa cơ thì mình mới được gọi là nâng một cái cấp mới lên. Thế còn nếu như mình không biết thuyết trình tiếng Anh mà mình chỉ biết thuyết trình bằng tiếng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình thôi á, thì mình cũng đi thuyết trình cho những cái người mà ví dụ Văn Sàn là người Việt Nam thì đi giảng giải cho những người người Việt Nam mình đấy, để họ hiểu về cái vấn đề đó, và nếu như họ muốn tham gia vào công ty thì là một cái điều cực kỳ tốt cho mình. Và những cái người đấy họ khi mà họ đã hiểu được rồi họ lại tiếp tục đi thuyết những thuyết phục thuyết trình những người khác đó. Thì bây giờ hy vọng 2 triệu người dân ở Mỹ, nếu như mà toàn bộ tất cả chúng ta đều biết về cái công ty này và biết về cái các bước để mà thành công trong cái công ty này thì coi như là quý vị là một cái tương lai cực kỳ sáng lạng luôn. Tại vì hiện tại bây giờ cả một cái công ty khổng lồ như vậy, gọi là number one trong cái vấn đề về financial education đó, thì quý vị thấy không, người Việt mình 2 triệu, hơn 2 triệu người Việt ở Mỹ, nhưng mà cả trên thế giới luôn nha, cả nhưng mà nó chỉ có nằm ở Canada với cả Mỹ thôi, mà chỉ có hai mấy, có mấy chục người lên trước thôi, có nghĩa là cái lượng người còn rất ít. Và Sà không biết những nước khác, Trung Quốc các kiểu thì Và Sà chưa có biết, nhưng mà Hàn Quốc thì có 12 người thôi à. Tại vì Hàn Quốc rất là họ rất là ít, họ chưa có tìm hiểu, họ chưa có được biết đến nhiều đó, cho nên là cái ngôn ngữ của Hàn Quốc cũng không được đề xuất. Hiện tại là chỉ có người Việt mình nhiều nhất này và người Trung Quốc người nhiều nhất, cho nên là mới được đề xuất lấy cái ngôn ngữ cơ bản để làm cái phần intro cho những cái website đó. Đó, thì bây giờ nếu như mà tất cả người Việt của mình mà ở Mỹ đó mà đều biết đến chẳng hạn và đều kiên trì để làm ra, thì mọi người đừng có sợ là nhiều người quá. Trong năm 2020 công ty đang có dự tính là sẽ cần ít nhất 2.000 leader, có nghĩa là 2.000 người gọi là giống như kiểu gọi là captain đó, tổ trưởng đó, đó tổ trưởng của một cái nhóm nào đó thôi. Trong khi đó mà hiện tại mới có hai mươi mấy, nhưng mà mục tiêu của họ năm 2030 là 2.000 người, thì quý vị thử nghĩ xem quý vị có phải là những người có cơ hội không. Đấy là leader của một cái group lớn nè. Thế còn MD gọi là tổ trưởng đó hoặc là captain đó thì nó rất là nhiều, họ cần nhiều vô vàn, thì quý vị chỉ cần lên tới cái chức đó thôi, quý vị tiền của quý vị cũng đã 5-70 ngàn đô một tháng rồi, chứ chưa cần nói là quý vị lên tới cái chức chức leader của nhóm lớn kia đó. Thì thành ra nó có những cái mà cái phương thức để mà hoạt động á, nó không có khó gì cả. Ví dụ như hôm nay trong cái nhóm của bé xà là có chị bé xà này, hay là em Mindy này, hay là em Tâm Mì, rồi mấy em đó, thì bây giờ các em mà cũng muốn tham gia vào công ty gọi là cái cánh tay trái của mình thôi, mình chỉ là làm thêm thôi đó, và thực sự muốn thăng tiến chẳng hạn đó, thì các em đó chỉ cần build cái nhóm của các em đó lên thôi, mặc dù tiền mình đâu bỏ ra bao nhiêu đâu quý vị, mình đăng ký học để mình hiểu biết cho cái vấn đề của mình 125 đồng, quý vị nghĩ nó to tát không, mà quý vị hiểu biết rồi quý vị có cơ hội để trở thành tỷ phú thì tại sao quý vị lại không vô đó. Thì thành ra là mấy em đó bây giờ mà cũng đi giảng giải cho người khác cái kiểu là tìm hiểu về quỹ đầu tư đó, rồi về control tài chính đó đó, thì bây giờ mình cứ đi mình giảng giải vậy thôi, rồi rất nhiều người người ta cần biết chứ. Bây giờ có người có con nhỏ này, có ba mẹ già này, rồi hai vợ chồng đang làm ở công ty ở độ tuổi bao nhiêu này, vậy thì cái quỹ gì có lợi nhất cho họ,
Tại vì quý vị thử nghĩ xem, những cái quỹ đấy vừa có lời mà tiền bỏ ra đâu có nhiều đâu, tiền bỏ ra monthly mà, chứ họ đâu có lấy cả cục của quý vị. Mà đến khi quý vị gặp phải những cái gọi là những cái tình huống mà để hưởng được lợi trong những cái quỹ đó chẳng hạn, là quý vị có thể được đáo hạn để mà hưởng những cái khoản lợi đó, trong khi tiền thì chưa kịp đóng mà đã được hưởng tiền đó. Còn lại nếu như mình có, cho dù mình có đóng mãi đi chăng nữa và để sau nó thành một cái khoản khổng lồ để mình lấy á, thì coi như là khoản tiết kiệm thôi, nhưng mà tiết kiệm đấy cũng là tiết kiệm gút, nó có lời chứ không phải là không có lời, tại vì nó sẽ nhân cái lời theo hàng năm lên, và mỗi một cái công ty nó sẽ có những cái mức lời khác nhau, thì cái công ty này nó chuyên đi tìm những cái quỹ mà có cái lời lợi nhuận lớn nhất để nó giới thiệu cho quý vị đó. Rồi nhiều khi mọi người nói là ồ bây giờ tôi, con tôi như thế này không biết là sau này liệu tôi có lo được cho nó không, học hành các thứ, rồi mọi người cứ nói là sau này chúng nó sinh ở Mỹ chúng nó không cần đến ba mẹ. Không, quý vị nên có những cái quỹ cho nó, ví dụ con của bác xã cũng vậy, em cho nó cái quỹ năm 29 là 18 tuổi là nó cũng ngon lành rồi, không có phải lo cái chuyện về học hành, kể cả đi chơi picnic các thứ công nhà trường các kiểu là không có lo cái gì hết, là nhà trường cái quỹ đó nó lo cho hết đó quý vị. Chứ rồi bọn nó lên đến học đại học, ôi nó tốn lắm cả nhà ơi, nó tốn kém vô cùng. Mình cái này nó đâu mất nhiều tiền đâu, mỗi tháng bỏ ra mấy trăm không thôi, mình có thể tiết kiệm bớt đi một chút rồi mình gây cho nó cái quỹ như vậy đó. Thế còn bản thân mình thì mình nên gây cái quỹ gì thì mình đây mình học cái này thì mình mới biết được, chứ còn mình không học thì mình không thể biết được đó. Mà tại sao học mà nó ngắn lắm, nó đâu có dài đâu quý vị, chỉ cần học trong vòng, có người học có 2 3 tuần thôi là đã hết cả quyển này luôn rồi. Học ở trên online thì họ sẽ dạy cho quý vị các cái ví dụ thêm nữa, thế còn trong quyển này thì chỉ là cơ bản thôi, nó có cả tiếng Việt đó, tại vì bây giờ họ đã được chấp thuận in cả sách tiếng Việt ra rồi. Thì em đang bảo ông sếp ông ấy mua, phải mua đó quý vị, mua của công ty cũng còn chỉ có mấy đồng một quyển thôi, mua những quyển tiếng Việt cho những bạn nào mà không đọc được tiếng Anh. Như của em là quyển của em là chỉ toàn tiếng Anh không thôi, nhưng mà em thấy toàn những từ nó cũng cơ bản lắm, nó cũng không có, nó không có khó gì cả, cho nên là mình đọc mình cũng hiểu, cho nên mình không cần quyển tiếng Việt. Còn lại ai mà không biết tí gì tiếng Anh ấy, thì quý vị nên nên đọc cái quyển tiếng Việt. Rồi hay lắm, trời ơi bao nhiêu phần trăm mình nên để trong phần nợ này, bao nhiêu phần trăm mình nên để trong phần nào, ôi nó nhiều cái khoản mà nó có phần trăm chi tiết luôn á, mình học mình thích mê luôn à. Trời ơi, em like một tí xíu mà nó đã hết xử giờ rồi, đến giờ đón con rồi cả nhà ơi. Ôi bó tay luôn, like xíu xíu thôi mà đã hết giờ luôn rồi. Đó thì vẫn về cái bộ bộ mỹ phẩm của Huy đó, thì hôm nay em có thêm 2 cái bộ nữa. Cái bộ hôm qua là trắng da nhưng mà nó không có đánh bật nám đọc kỹ rồi, nó chỉ gọi là nhẹ thôi. Còn cái bộ màu trắng á, cái bộ màu trắng thì mới là bánh bật nám các thứ, thì mọi người nếu ai mà có nám nhiều thì chuyển sang bộ trắng, còn có ai mà chỉ cần sáng da trắng da này, hết những cái wrinkle này, những cái sẹ, những cái nhăn nheo ở da mặt này, nói chung là bôi xong thì phê luôn, thì quý vị nên mua cái ổ hy á, nó đang sale á, có trăm mấy à, cả bộ một một đống lọ luôn, trăm mà có trăm mấy thôi, nó đang sale nha quý vị, chứ không phải 300 mấy bộ bộ đó đó. Còn cái bộ mini này á thì cũng tác dụng cũng y hệt như vậy, cũng trắng da hết wrinkle khử hết chảy xệ trẻ hóa làn da. Bộ mini này có mười mấy đồng này quý vị này, nếu mà ai mà không dùng cái bộ khổng lồ kia thì thử cái bộ mini này trước đi, nếu mà ok thì dùng đó. Thì em nhưng em nghĩ là nên mua cái bộ kia, tại vì nó có hơn 100, mua hẳn cái bộ 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 khổng lồ đó, trời ơi bao nhiêu là thứ luôn à. Đó hôm qua đã có mấy người đặt cái bộ ổ huy này rồi, mà sáng em đã đóng hộp, em gửi 2 hộp hôm qua vừa lấy về, họ gửi luôn rồi còn đâu, chả còn hộp nào. Mọi người bảo là tranh thủ nó đang sale mua, tại vì mọi người biết cái bộ đó, mọi người biết là cái giá của nó luôn đó, tại vì những người đó là họ dùng rồi cho nên là họ biết, chứ họ nhìn phát là họ biết ngay là cái giá của nó như thế nào và nó có đang được sale không. Đó. Đúng rồi, mọi người đăng ký ủng hộ Vãn Xà bằng cách like, share, đăng ký kênh. Em cảm ơn anh trai Lê Hùng rất là nhiều. Con em nghỉ One Week Spring. Đúng rồi. Còn trường công nghỉ tuần này, đúng rồi. Chị thấy mấy người cũng bảo với chị là sao con nhà chị vẫn đi học. Tại vì con chị học trường tư, nó đâu có nghỉ đâu, nó vẫn đi học đó. Không, không nghỉ Spring viết gì hết đâu An ơi.
Rồi suy nghĩ như An thì nói làm gì, trời ơi. Đấy là những cái lợi cho bọn trẻ đó. Em không làm sau này nhỡ đâu, sau này á em còn ví dụ như là em không có chuyện gì rủi ro xảy ra chẳng hạn, thì cái lúc đấy em cũng sẽ vẫn cứ phục vụ và vẫn cứ hỗ trợ cho con em, chứ không bao giờ em bỏ, kể cả con em nó lớn. Chị đảm bảo với em một điều là như vậy. Nhưng mà em thử nghĩ xem, con người biết làm sao được. Đấy, như là mình vừa mới có mấy đứa bạn bằng tuổi này mà bọn nó chết đó, nó thật là bất ngờ lắm quý vị ơi. Cho nên người ta nói là tử, nhất là trong cái mùa dịch này nữa, người ta bảo sinh có hạn tử vô kỳ là vì vậy. Mà mình thì mình sau khi đến lúc mình ra đi thì thôi cũng kệ, mình chả có thương tiếc gì, thôi chắc là cái số của mình nó đến vậy rồi. Nhưng mà mình thương tiếc ở cái gì? Ở cái là mình ra đi mà con mình nó trưởng thành rồi thì không sao, chứ còn mình ra đi mà con mình nó còn nhỏ, nó còn coi cót các kiểu thì đúng là mình có phải mình khổ không? Mình không có an tâm để mình ra đi không? Thế nhưng mà nếu như mà mình có những cái quỹ như vậy thì con mình nó đến giờ đón con rồi, chuông kêu rồi cả nhà. Thì coi như là mình đã bỏ đi một cái cơ hội khi mà cái sự rủi ro nó đến, làm sao biết được. Có ai nói chắc chắn là tôi khỏe mạnh đến già 100 tuổi để tôi lo cho con tôi, hay là tôi nhìn nó như vậy tôi không có cần phải bất kể một cái gì đâu. Chẳng có ai như vậy cả, đến lúc mà cái chuyện gì nó ập đến thì mới hối tiếc thì nó muộn rồi. Thì đó là những cái điều mà thực ra là nó cũng không có mất nhiều tiền, và quan trọng là con của mình nó cũng rất thích luôn đó. Con mình thích lắm. Ủa ôi, ai bị hack thế này? Ai bị hack ở ở ở, ở app Robinhood này? Oh my god. Sao Robinhood mà bị hack được nhờ? Vô lý vậy. Em chẳng bao giờ em bị trộm vía. Bị hack thì chứ, thì vừa có một bạn hỏi là bị hack ở trên cái app Robinhood đó quý vị ơi, bó tay luôn. Thôi để em xuống đã, em đi đón con em đã. Rồi hãy tiếp tục lên chia sẻ với quý vị sau nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.